Xin chào toàn thể quý anh chị. Hôm nay em đang có mặt tại phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Bình Dương. Có một căn nhà một trệt một lầu giá rẻ sẽ gửi tới anh chị mình trong video này. Đấy, căn này quý anh chị nhá. Này nằm trên mặt tiền con hẻm này là hẻm thông, hẻm 255, phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Bình Dương. Hướng này là thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Hướng này mình ra đường Phạm Văn Diêu này quý anh chị. Từ đây ra đó khoảng 200 m, đúng 200 m quý anh chị, đường ô tô nha. Đây, đường đẹp mà quý anh chị. Trước đây người ta đang xây nhà quá trời này. Đó. Cho nên mình ra đường Phạm Văn Diêu quý anh chị, tầm 200 m thôi nhá. Đấy, ở đây cũng đang có một số căn nhà xây, khu dân cư hiện hữu nha quý anh chị nhá, rất là đẹp nha. Đó. Căn nhà này nó cũng rất là gần với ngã tư Bình Trị quý anh chị, ngã tư Bình Trị của thành phố Dĩ An á ha. Chỗ này về ngã tư Bình Trị cũng rất là gần, tầm 500-600 m thôi. Đấy. Nhưng mà căn này thì thuộc phường Tân Hạnh, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, nằm trên mặt tiền đường rộng, đường thông ha. Từ đây mình ra chợ Tân Hạnh, Ủy ban phường Tân Hạnh, Công an phường Tân Hạnh là đâu đó là trong bán kính 1 km quý anh chị nhá, chính xác 1 km ha. Đấy. Ra Công an Tân Hạnh thì gần hơn, chỉ tầm 500 m thôi, ngay đầu đường Phạm Văn Diêu. Đấy. Căn này rất là đẹp ha. Giá rẻ, một trệt một tầng lầu, 56 m thổ cư hết luôn. Ngang 4,5 m ha. Dài hơn 14, dài 14. Hướng chính Bắc nha quý anh chị nha, hướng Bắc ha. Phù hợp anh chị Đông Tứ Trạch, căn nhà giá rẻ hôm nay chia sẻ anh chị mình, sổ riêng ha, hỗ trợ ngân hàng thoải mái cho anh chị mình luôn. Rồi công năng sử dụng này quý anh chị, nhà có một cái ban công phía trước này. Đây quý chị thấy ban công không? 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, 1 phòng thờ riêng, có phòng khách, có nhà ăn và có 2 nhà vệ sinh rồi ha, và có khu vực sân trước, sân xe máy tương đối cũng là rộng nha quý anh chị nha. Đây. Chỗ này sân xe máy. Sân xe máy này mình để phải tầm được 3-4 chiếc đấy. Đấy. Mặt tiền đường thông quý anh chị nha, hẻm thông nha, hẻm 255 đường Phạm Văn Diêu nha. Hẻm này mình kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ được nha quý anh chị nha. Đấy, hẻm thông. Đấy, nhà mình đây, phòng qua khu vực xe máy thì đây là khu vực phòng khách. Căn này thì thông báo cho toàn thể quý anh chị mình là căn này đã qua sử dụng ha, và được làm mới lại rồi quý anh chị nha. Đấy. Tân trang sửa mới lại rồi nha. Đấy. Bên em toàn chia sẻ các bất động sản đúng thực tế. Đấy. Cho quý anh chị mình tham khảo. Còn mình mua bán là tùy từng bất động sản sẽ phù hợp với từng quý anh chị ha. Còn tất cả thông tin bên em đưa lên kênh YouTube Hoàng Hải Bất Động Sản là đều thông tin chính xác 100%. Đấy, để cho quý anh chị mình tham khảo. Anh chị mà đang quan tâm về bất động sản của bên em thì hãy liên hệ cho bên em ha. Đấy. Đây khu vực bếp nhà mình đây. Căn này hướng chính Bắc nha quý anh chị nhé, hướng chính Bắc nhé. Phù hợp các anh chị Đông Tứ Trạch nhé. Phù hợp anh chị Đông Tứ Trạch quý anh chị ơi. Đấy. Nhà nói chung căn này thì 5-6 m là thổ cư hết đấy. Ngang 4,5 m, dài 14 đấy. Đây khu vực sân sau nhà mình này. Khu vực vệ sinh này, giặt đồ này, đây chỗ này giặt đồ nha quý anh chị nhé. Giếng trời này. Đấy. Lavabo gương soi thì để phía ngoài ha. Trong đây nhà vệ sinh ở dưới. Nhà vệ sinh. Đấy, rất đẹp ha. Tại phường Tân Hạnh nha quý anh chị nha. Thành phố Biên Hòa. Video này thì em sẽ gửi tới anh chị mình căn nhà tại thành phố Biên Hòa, giáp ranh với thành phố Dĩ An. Thì chỗ này giống như em nói á, chỗ này mà ra ngã tư Bình Trị á, chỗ chợ Tân Bình của Dĩ An tầm khoảng 500 m thôi, rất là gần. Nó cũng gần với dự án Đông Bình Dương, cái dự án lớn mà ai cũng biết á, dự án mà hiện tại chưa có sổ á, là gần đó luôn nhé. Còn căn này có sổ nha quý anh chị nhá, căn này có sổ riêng nha. Hỗ trợ ngân hàng maximum cho quý anh chị mình luôn, thoải mái luôn đấy. Rồi, trên lầu 1 này quý anh chị. Lầu 1, 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh và 1 phòng thờ riêng. Giếng trời đây, khu vực giếng trời sau nhà đây. Căn này 2 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh nha quý anh chị nha, và có phòng thờ riêng luôn á. Đó, nhà rất là ok á, công năng sử dụng tuyệt vời. Đây, nhà vệ sinh lầu 2. Mấy cửa này là bằng nhôm nha quý anh chị nhá. Phía trước đó là 1 phòng ngủ nữa và 1 phòng thờ. Đây, 2 phòng ngủ. Nhà 2 phòng ngủ giống nhau. Đây, quý anh chị nhá. Giá 2 tỷ 480 anh chị ạ. Căn này 1 trệt 1 lầu, tổng tiền là 2 tỷ 480 triệu, còn thương lượng, hỗ trợ ngân hàng. Anh chị yêu thích thì alo em Hải nha. Em gửi sổ sách, giấy tờ và hình ảnh thực tế, vị trí thực tế cho anh chị mình tham khảo ha. Đấy. Rồi, video em Hải đến đây xin phép được dừng lại. Rất mong quý anh chị mình sẽ đăng ký kênh YouTube Hoàng Hải Bất động sản để cập nhật các sản phẩm tiếp theo của bên em. Em xin chào và hẹn gặp lại.